Ví dụ như là mình bị nóng nhiệt đúng không ạ? Thì mình dùng cái đầu âm này. Còn nếu mà mình âm hàn thì mình lại dùng cái đầu dương này để mình gõ. Rất đơn giản như vậy thôi. À, đồ hình diện chẩn thì ở đây nó là đầu và ở đây nó là hậu môn đúng không? Thế nên là mình có thể gõ ở ngay cái vùng hậu môn này để giúp cho cái búi chỉ ấy, nó được tự động nó điều chỉnh, nó co lên. Mình phải tìm được cái nguyên nhân tại sao mà người lại hay bị chỉ. Thì lúc đầu á, thường là mình nghĩ đến ngay những cái người mà bị chỉ là do là bị nóng nhiệt đúng không? Thường mình nghĩ là phải do táo bón thì mới bị chỉ. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà em tư vấn cũng như là em trị liệu cho các bệnh nhân mà tới với em á, thì không phải là tất cả những người bị chỉ đều là do táo bón. Có những người bị chỉ là do bên trong âm hàn quá, tức là bên trong nó quá lạnh, nó không thể giữ được cái búi chỉ ở bên trong, nó bị xa ra ngoài. Và nếu mà chúng ta lại cứ nghĩ rằng là do chúng ta bị nhiệt mà chúng ta lại càng ăn nhiều những cái đồ mát, càng ăn nhiều rau rồi khoai rồi là bột sắn, thì chúng ta lại càng thấy rằng là cái tình trạng chỉ nó trầm trọng hơn. Thế còn ở trong comment này có chị Hoàng Thị Thục nói rằng là chữa bệnh chỉ là hơ điếu ngải. Thì tại sao mà chữa bệnh chỉ hơ điếu ngải nó lại hiệu quả? Là bởi vì đối với những trường hợp mà bị âm hàn quá, nó bị xa ra ngoài, thì khi mình hơ điếu ngải, nó dương, nó co rút lại và nó kéo được lên trên. Ừ. Thế nên chúng ta hãy phân biệt rằng là có hai loại bị chỉ. Thứ nhất là bị âm hàn quá, nó cũng sổ ra. Và thứ hai là nếu mà bị nóng nhiệt quá, mà do chúng ta hay bị táo bón dài ngày ấy, thì nó cũng bị sổ ra do cái áp lực của hậu môn đẩy nó ra bên ngoài. Đó. Nên là trước khi mà trị liệu thì một ấy, là mình cứ xoa mặt rồi mình làm thể dục tự ý như chị Thanh Hải đã chia sẻ, để nếu mà cơ thể của mình nó có âm hay là nó có dương thì nó tự điều chỉnh, tự cân bằng lại. Còn nếu mình làm những cái liệu pháp đơn giản như vậy rồi mà nó vẫn chưa hiệu quả thì mình cần phải nghiêm túc xem lại xem là cơ thể của mình á, là âm hay là dương. Mình đang trị liệu theo hướng nó đã đưa cơ thể mình về mức cân bằng chưa, hay là mình đang tác động ngược. Đó. Ví dụ như một người mà âm hàn quá mà búi chỉ nó bị xa ra thì mình cần phải làm dương hóa cơ thể lên đúng không ạ, bằng ăn uống, bằng tập luyện, bằng diện chẩn. Còn nếu một người mà cơ thể nó táo bón, đôi khi là cái táo bón nó cũng lại là do âm quá là táo bón nha. Có những người tới với em á, cứ nói là tôi bị táo bón chắc là do tôi nóng trong quá, thì cứ uống nước rau má, ăn đồ mát vân vân, nhưng mà cái tình trạng táo bón ấy nó vẫn không thuyên giảm, thì là bởi vì bên trong của chúng ta khí huyết nó kém lưu thông quá, nó cũng lạnh quá mà nó không đẩy được cái chất thải đó ra bên ngoài. Nên là không phải là chúng ta chỉ nhìn vào cái biểu hiện là táo bón mà chúng ta kết luận là cơ thể chúng ta nóng đâu ạ. Đó. Thế còn đối với những trường hợp mà bị chỉ do nóng, do nhiệt thì mình lại sử dụng những cái kỹ thuật âm làm mát, dùng những cây lăn đồng, lăn đinh. Đó, mình lăn vào những cái vùng phản chiếu và đồng ứng của chỉ ở trên mặt và trên cơ thể của mình. Thế và trong một cái đồ hình thì mọi người còn nhớ cái đồ hình ngoại vi của cơ thể không ạ? Với những người mà bị nóng nhiệt thì cái cây búa nhỏ này chính là một cái dụng cụ rất là hiệu quả trong cái việc là mình gõ để cho chỉ nó co dần lên. Ví dụ như là mình bị nóng nhiệt đúng không ạ? Thì mình dùng cái đầu âm này. Còn nếu mà mình bị âm hàn thì mình lại dùng cái đầu dương này để mình gõ. Rất đơn giản như vậy thôi. Đồ hình diện chẩn thì ở đây nó là đầu và ở đây nó là hậu môn đúng không? Thế nên là mình có thể gõ ở ngay cái vùng hậu môn này để giúp cho cái búi chỉ ấy, nó được tự động nó điều chỉnh, nó co lên. Thế rồi vùng phản chiếu của chỉ nó còn ở đâu nữa ạ? Theo thuyết là đầu là đít mà đít cũng là đầu, thì cái huyệt 126 này này nó cũng là cái huyệt mà chúng ta có thể dùng để làm co cái búi chỉ lên. Đó, mình gõ 30 tiếng đếm. Rồi là cằm đúng không ạ? Cũng là nơi phản chiếu của hậu môn. Đấy, cái đỉnh cằm này mình có thể gõ để giúp co cái búi chỉ lên. Đó. Sau khi gõ xong thì mình có thể hơ ngải cứu và mình dán cao, nó tăng cái hiệu quả lên đối với những người mà quá âm hàn. Còn nếu mà đã nóng rồi thì mình chỉ dùng cái đầu âm này mình gõ thôi ạ. À, mình không cần làm gì hết nữa. Gõ rất đơn giản. À, ai mà đang bị thì mình hãy thử đi ạ. Rồi theo cái thuyết là đầu là đít mà đít cũng là đầu, thì mình sẽ gõ cái gì ạ? Cái đỉnh đầu, cái huyệt bách hội. À, nó cũng sẽ giúp hỗ trợ cái vấn đề chỉ. À, ai mà bị táo bón, ai mà bị chỉ thì khi mà mình gõ như này, nó sẽ co lên.
Một câu hỏi rất là thú vị của chị Hoa Mai Phú Thọ là xa sinh dục, xa cái bộ phận sinh dục thì cũng làm như vậy được không? Câu trả lời là những cái vùng nó ở gần nhau như vậy á, thì khi mình tác động thì nó cũng tương tự cách tác động, và cái vùng thì nó cũng gần nhau, nên là mình hoàn toàn có thể làm những cái động tác như là chà môi này, đúng không ạ? Rồi là nếu mà bị xa sinh dục thì mình dùng cái động tác là mình vuốt lên, mình vuốt lên, nó cũng tương tự như vậy. Chị Hoa Mai nhé. Chị Thanh Hạ comment là cứ ăn cay là bị trĩ. Thì có thể là cái cơ thể của mình á, nó không tiêu hóa được với cái vị cay. Nên là khi mà cứ ăn cay vào là nó làm gọi là co thắt. Co thắt cái đường ruột và nó khiến mình bị trĩ. Thế và để mà hỗ trợ về trĩ á, thì chúng ta còn một cách nữa làm theo đồng hình, đồng ứng. Khi mà mình nắm cái bàn tay của mình lại như thế này thì nó có giống với cái hậu môn không ạ? Thì với cái người mà bị quá nóng nhiệt á, mọi người hãy lấy một cái miếng đá nhỏ mình nhét vào trong đây, thì nó sẽ giúp làm hạ nhiệt, làm mát, nó sẽ giúp co cái búi trĩ nhanh hơn. Thế còn đơn giản đấy là mình chỉ cần dùng tay này, mình đẩy vào như thế này, mình đẩy vào, mình tưởng tượng như là mình đang đẩy cái búi trĩ vào, thì ở bên dưới cơ thể nó cũng tự động nó điều chỉnh. Và cái thể dục tự ý, tức là mình dùng ý mình siết cái cơ hậu môn lại, thì nó cũng giúp cho là cái búi trĩ nó được đẩy lên, nó không còn bị tụt ra bên ngoài nữa. Nên là chúng ta khi mà trị liệu bất kỳ một cái vấn đề bệnh tật nào á, thì mình đều cần phải tư duy theo hai hướng, đó là cái bệnh tật của mình á, nó là âm hay là dương. Và nếu mà mình làm dương nó không bớt không đỡ thì mình sẽ đổi cái cách là mình làm theo tác động âm, nghĩa là khi mình làm dương không được thì mình quay sang âm.